Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Tri thức và đời sống xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài dự thi của tác giả Nguyễn Thành, hội viên hội người mù quận Thanh Xuân, cuộc thi Onkyo lần thứ 13. Chữ Pride, niềm tin ánh sáng của tôi. Khi tôi cầm bút viết bài tham gia vào cuộc thi Onkyo lần thứ 13 năm 2015, chính là dịp tròn 3 năm tôi biết đến và được học hệ thống chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị. Dù đã từng tiếp xúc và trò chuyện với các em nhỏ khiếm thị, nhưng tôi cũng như những đồng nghiệp của mình chỉ hình dung cách viết và đọc các chấm nhỏ li ti đó giống như hệ thống chữ cái bình thường. Vậy lý do nào khiến một người làm báo, lĩnh vực kinh tế như tôi lại có thể ngồi im lặng một chỗ để viết loại chữ đặc biệt này? Lời giải duy nhất đó là tôi đã trở thành người khiếm thị và chữ Braille chính là niềm tin ánh sáng trên chặng đường học tập, công việc của tôi trong tương lai. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã rất yêu thích văn chương và luôn nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một nhà báo. Sau khi tốt nghiệp năm 2004, tôi trúng tuyển vào tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương. Tại đây, tôi được làm báo trong một môi trường chuyên nghiệp và quyết định chọn nơi này là điểm dừng chân trong hành trình theo đuổi niềm đam mê. Cũng trong thời gian này, tôi lập gia đình và có một bé trai kháu khỉnh. Chưa đầy 30 tuổi, cuộc sống của tôi dường như quá hoàn hảo, nhưng dòng đời có mấy khi êm ả trôi đi. Đầu năm 2009, tôi đi khám và phát hiện mắc bệnh glaucoma, dân gian thường gọi là thiên đầu thống. 6 lần mổ mắt tại Việt Nam và Singapore trong suốt 2 năm cũng không giữ cho tôi một chút ánh sáng. Tôi phải rời xa nghề báo khi không còn đáp ứng được yêu cầu công việc. Hạnh phúc gia đình cũng vì nhiều lý do mà đổ vỡ. Tôi như cánh diều no gió, bỗng đột ngột đứt dây, lao xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi thu hẹp thế giới của mình, ở đó chỉ có một người bạn duy nhất mang tên bóng đêm. Tình yêu thương của cha mẹ, anh chị em và bạn bè, đặc biệt là cậu con trai bé bỏng, đã kéo tôi ra khỏi thế giới cô độc mà bấy lâu nay tôi đã tạo ra cho mình. Đầu năm 2012, tôi tham gia sinh hoạt tại Hội Người Mù quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mỗi người khiếm thị tôi gặp ở đây đều là một tấm gương, một bài học về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cũng ở hội, tôi được học chữ Braille và tin học dành cho người mù. Tôi không ngờ đây chính là cầu nối đưa tôi trở lại với nghề báo. Cuối năm 2012, tôi được nhận vào tạp chí thương mại và bán lẻ với vị trí biên tập viên. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu sâu hơn và viết về cuộc sống của người khiếm thị, đăng tải trên chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh VOV Giao thông Quốc gia. Nhờ sự xuất hiện của chữ Braille, tôi có thêm được nhiều ý tưởng mới trong công việc. Một lần tình cờ, tôi đọc được bài báo về bệnh lý glaucoma trên tạp chí Đời Mới của Trung ương Hội Người Mù Việt Nam. Và chợt nghĩ, tại sao mình không viết và thu thập thông tin về các bệnh mắt để tuyên truyền cho cộng đồng nói chung và cho người khiếm thị nói riêng. Tháng 4 năm 2013, được sự cho phép của kênh VOV Giao thông, tôi mở chuyên mục tư vấn sức khỏe thị giác trong chương trình Niềm tin ánh sáng. Sau 2 năm phát sóng, với 81 bài tư vấn chuyên mục là những thông tin bổ ích về các nguyên nhân gây ra mù lòa tại Việt Nam, là những tư vấn trực tiếp của bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng mù lòa, bảo vệ đôi mắt của mọi người trước những bệnh lý phức tạp. Không dừng lại ở đó, tôi đang tiếp tục đưa ý tưởng này vào thực tế, xác định mỗi người khiếm thị là minh chứng người thật việc thật cho sự vất vả, khó khăn khi bị bệnh mắt dẫn đến mù lòa, họ sẽ trở thành một kênh truyền thông thiết thực và ý nghĩa nhất, tuyên truyền tới cộng đồng.
được sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm, tôi sẽ chuyển toàn bộ 81 bài tư vấn sang chụp rai và đĩa CD để gửi tới các cấp hội người mù trong cả nước. Chụp rai không những giúp tôi trong công việc làm báo, chụp rai còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công tác hội. Là một ủy viên ban chấp hành, tôi thường xuyên đọc tìm hiểu các văn bản, quy chế, quy định liên quan đến tổ chức hội bằng chữ nổi để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng như góp phần đưa hội phát triển và vững mạnh hơn. Kết thúc bài dự thi Onkyo 13, tôi xin trích dẫn lời nói của thầy giáo Nguyễn Trường Thanh, người thầy đầu tiên của tôi về chụp rai, và đây cũng là tâm sự của những người khiếm thị chúng tôi tới cộng đồng xã hội. Chụp rai đã mang đến cho chúng ta kiến thức. Rai giúp chúng ta có được sự tự tin trong cuộc sống. Chỉ với 6 chấm nhỏ, cả thế giới đã nằm trong tay chúng ta. Người mù tự hào khi có Rai và sẽ gắn bó cả hiện tại cũng như tương lai với Rai.